Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong tuần qua tại nhiều tỉnh thành, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng chục tấn phân bón với nhiều dấu hiệu vi phạm khác nhau. Tại Tiền Giang, trong 2 ngày 16-17 tháng 3, 2022, đội quản lý thị trường số 1 chủ trì phối hợp kiểm tra đột xuất với 4 cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện các cửa hàng kinh doanh phân bón có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa, ghi không đúng nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa với tổng trị giá hàng hóa gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, có 3 cửa hàng chưa cung cấp được quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 4 mẫu phân bón để gửi kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Tại Đắk Nông, Cục Quản lý Thị trường phát hiện cơ sở kinh doanh phân bón Gia Bảo, địa chỉ thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp, đang bày bán 10 tấn phân bón NPK do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Chủ cơ sở cho biết đã mua lô phân bón trên từ một đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh về bán và chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số phân bón nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.